Quyển 6 chương 7 Phẩm biến hóa. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai vì cớ gì thọ ký các bậc A La Hán rằng họ sẽ chứng thượng chính đẳng chính giác? Vì cớ gì mà nói rằng chúng sinh không chứng pháp Bát Niết Bàn cũng thành Phật? Lại cớ gì nói từ khi Như Lai mới thành Phật đến khi nhập Niết Bàn, trong thời gian đó Phật không nói một chữ nào? Lại nói Như Lai thường trú trong định không giác không quán. Lại nói các Phật sự đều là hóa tác. Lại nói các thức sát na biến hoại. Lại nói thần kim cang thường theo hộ vệ. Lại nói giới hạn đầu tiên tiền tế không thể biết nhưng có thể biết tịch diệt. Lại nói có ma và các nghiệp của ma. Lại nói có dư báo. Nói chuyện với con gái Bà La Môn tên Chi Đá, với con gái ngoại đạo Tôn Đà Lại, cùng các chuyện Phật đi khất thực bát không trở về, vân vân. Thế Tôn đã có những nghiệp chướng như vậy, làm sao thành được nhất thiết trùng trí? Nếu đã thành bậc nhất thiết trùng trí rồi thì tại sao không lìa được những nỗi ấy? Phật dạy: Hãy nghe kỹ, ta sẽ nói. Đại Huệ, ta vì Niết Bàn vô dư nên mật khuyến các Bồ Tát cõi này và các cõi khác, những vị tu bát hạnh mà lại cầu Niết Bàn thanh văn, mật khuyến họ xả bỏ tâm ấy, xin tu hạnh lớn. Hãy lại biến ra hóa Phật và các hóa thanh văn mà thọ ký từng người, không phải pháp tính Phật làm việc thọ ký ấy. Đại Huệ, Phật và nhị thừa không khác ở điểm rằng Phật và thanh văn duyên giác đều có cùng một vị giải thoát là đoạn các hoặc chướng, không phải trí chướng. Trí chướng thì phải thấy pháp vô ngã mới được thanh tịnh. Phiền não chướng thì khi thấy nhân vô ngã, ý thức liền xả. Ban đầu phải đã tập khí trong tạng thức thì sự giải thoát khỏi pháp chướng mới được vĩnh viễn thanh tịnh. Đại Huệ, ta y nơi pháp thường trú mà nói mật ngữ này, vì không khác với chư Phật đời trước và đời sau cũng nói pháp đầy đủ văn tự như thế. Đại Huệ, cái chân chính của Như Lai không có vọng niệm, không đợi từ lự suy nghĩ rồi mới nói, vì Như Lai từ lâu đã đoạn bốn tập khí: kiến, dục, sắc, hữu, lìa hai chết, phân đoạn tử và biến dị tử, trừ hai chướng hoặc chướng và trí chướng. Đại Huệ, ý, mạt na và ưu của năm thức căn, nhãn nhĩ tỷ thân, bảy thức do tập khí làm nhân, ấy là tính sát na, không có vô lậu thiện và cũng không chịu luân hồi. Đại Huệ, Như Lai tạng chính là nhân của sinh tử lưu chuyển và niết bàn của khổ và lạc. Kẻ ngu không biết quấy chấp là không. Đại Huệ, các đức Như Lai biến hóa mới thường được kim cang lực sĩ theo hộ vệ, chứ không phải các đức Phật chân thật. Như Lai chân thật vượt ngoài mọi giác quan và đo lường, nhị thừa ngoại đạo không biết được, an trú nơi pháp lạc hiện hữu và đã thành tựu trí nhẫn. Bởi thế không cần được kim cang lực sĩ hộ vệ, tất cả Phật đều không do nghiệp sinh, không phải Phật cũng không phải phi Phật, thí như thở gốm và các thứ lại mà làm các đồ vật, hóa Phật cũng thế, đầy đủ các tướng hiện ra để diễn nói pháp, nhưng vẫn không thể nói được cảnh giới do thánh trí tự chứng mà có. Lại nữa, Đại Huệ, các kẻ phàm phu, phàm ngu thấy sáu thức diệt mà chấp đoạn kiến, không hiểu rõ đạo thức thì sinh chấp thường kiến. Đại Huệ, biên giới đầu tiên của vọng tâm phân biệt vốn không tưởng tính bất khả đắc, lìa phân biệt ấy để được giải thoát, đoạn bốn thứ tập khí, lìa hết thảy lỗi lầm. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: Tam thừa cùng không thừa, không có Phật Niết Bàn, tất thọ ký thành Phật, nói lìa các lỗi ác, thành tựu trí cứu cánh, cùng vô dư Niết Bàn. Để dụ kẻ hèn nhát, theo mật ý kia nói trí sở đắc của Phật, diễn nói đạo như thế, ở đây không đâu khác, nên Phật không Niết Bàn. Các dục sắc hữu, bốn tập khí như thế, ý thức từ đó sinh, tạng mạt na ở đó. Thấy ý thức năm thức vô thường nên chấp đoạn, mê ý tạng chấp thường, tà trí gọi Niết Bàn. Chương 8 Cấm ăn thịt. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, xin vì con nói các công đức và lỗi lầm của việc ăn thịt, không ăn thịt. Con cùng các Bồ Tát biết nghĩa ấy rồi sẽ diễn nói cho chúng sinh ăn thịt ở hiện vị lai, bị các tập khí huân tập và khiến họ bỏ vị thịt mà cầu vị pháp. Đối với hết thảy mọi loài sinh lòng đại ưng như thương con một, ở địa vị Bồ Tát được vô chính đẳng chính giác, hoặc tạm dừng ở nhị thừa dũng thành vô thượng chính đẳng chính giác.
Bạch Thế Tôn, những bậc thế luận khởi kiến hữu vô, chấp trước đoạn thường, mà cũng không cho ăn thịt, huống hồ Đức Như Lai ứng chính đẳng giác, đầy lòng đại bi, thế gian đều nương cậy, mà lại tự cho phép mình và kẻ khác ăn sao? Hay thay, Đấng Thế Tôn đầy đủ đại bi, thương xót thế gian, tưởng xem chúng sinh như con một, nguyện xin Thế Tôn giải nói cho con về những lỗi lầm và ác độc của sự ăn thịt và những công đức của sự kiêng thịt, khiến con cùng các Bồ Tát nghe rồi phụng hành giọng nói cho người. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát lại nói tụng: Bồ Tát đại hữu tình, trí cầu vô thượng giác, rượu thịt cùng tỏi hành, được ăn hay không được, kẻ ngu tham ăn thịt, hôi dơ không xét cả, đồng như ác thú kia, làm sao mà ăn được. Kẻ ăn có lỗi gì, không ăn có đức gì, xin nguyện Đấng Thế Tôn vì con khai giết. Khi ấy, Phật dạy Bồ Tát Đại Huệ rằng: Đại Huệ, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ phân biệt rõ cho ông thấy. Đại Huệ, có vô số lý do khiến Bồ Tát thương xót không ăn thịt, ta chỉ nói đôi phần. Đại Huệ, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay không ngừng qua lại trong sinh tử luân hồi, không khỏi có lần làm cha mẹ anh em con cái lẫn nhau, hoặc là bà con bè bạn đầy tớ thân yêu, sang đời khác họ sinh làm thân chim và thú, sao nỡ đem ăn thịt. Đại Huệ, Bồ Tát đại hữu tình xem chúng sinh như thân mình, nghĩ rằng thịt đều do có mạng sống mà ra, làm sao nỡ ăn. Bọn quỷ la sát vân vân nghe ta nói thế này còn bỏ ăn thịt, huống hồ Đại Huệ, Bồ Tát đại hữu tình ở đâu cũng xem chúng sinh là cho đến nghĩ như con bột của mình, nên không ăn tất cả thịt. Những người bán thịt ở góc đường chợ búa, hoặc lấy thịt chó ngựa, người trâu bò vân vân đem bán để cầu lợi lấy tạp, thế làm sao ăn được. Đại Huệ, thứ thịt đều do máu huyết ô uế làm ra, người cầu trong sạch sao lại ăn dùng. Đại Huệ, chúng sinh thấy những người ăn thịt thì sợ hãi, kẻ tu tử tâm sao lại ăn thịt. Đại Huệ, những thợ săn trên Đà La, những người bắt cá lưới chim, chó thấy thì sủa, thú vật thấy thì bỏ chạy, tất cả chúng sinh bay trên không, chạy trên đất, trông thấy những người kia đều nghĩ tên ấy trông như quỷ la sát, đang đến đây chắc để giết mình, vì lo giữ mạng sống nên chúng đều chạy tránh. Người ăn thịt cũng vậy, cho nên Bồ Tát vì tu hạnh từ không nên ăn thịt. Đại Huệ, người ăn thịt thì thân thể hôi hám dơ bẩn, tiếng ác truyền khắp, hiển thánh người tốt không thân gần, do vậy Bồ Tát không nên ăn thịt. Đại Huệ, máu thịt là thứ mà tiên thánh không dùng nên Bồ Tát không ăn thịt. Đại Huệ, lại vì muốn gìn giữ tín tâm của chúng sinh, không để họ chê bai nhạo báng Phật pháp nên Bồ Tát. Đại Huệ, nếu đệ tử ta ăn thịt thì người đó sẽ ôm lòng, thì người đời sẽ ôm lòng chê bai nói: Sa môn Tịnh Hạnh sao lại từ bỏ vị ăn của chư thiên mà cư xử như ác thú, ăn thịt đầy bụng đi khắp thế gian, khiến chúng sinh cầm thú hoảng sợ, phá hạnh thanh tịnh lỗi đạo sa môn. Xem đấy đủ biết Phật pháp không có hạnh được phổ. Bồ Tát thương chúng sinh, muốn giữ cho họ khỏi sinh tâm ấy nên không ăn thịt. Đại Huệ, khi thịt người cháy thì hơi hôi xông lên, các thứ thịt nướng khác cũng vậy, cũng là thịt, sao lại có thứ ăn có thứ không ăn, cho nên những người vui đạo thanh tịnh không nên ăn thịt. Đại Huệ, các nam nữ thiện tín tu hành thanh tịnh ở dưới cây hay nơi vắng vẻ để ăn chú tâm từ, chỉ chú cầu giải thoát hoặc cầu pháp đại thừa, nhưng vì ăn thịt mà không đạt được các mục đích trên, bởi thế Bồ Tát muốn lợi mình lợi người không nên ăn thịt. Đại Huệ, người ăn thịt khi trông thấy thịt liền sinh lòng tham ăn ngon. Bồ thương nghĩ hết thảy chúng sinh như thân mình, làm sao thấy thịt mà nghĩ đến chuyện ăn được, vì thế Bồ Tát không nên ăn thịt. Đại Huệ, lại người ăn thịt thì chư thiên xa lánh, hơi miệng thường hôi, ngủ mộng bất an, tỉnh dậy lo sợ, bị ác quỷ dạ xoa hút mất tinh khí, lòng nhiều hoảng sợ, ăn không biết đủ, tăng trưởng bệnh, dễ sinh ghẻ lở, mụn nhọt, thường bị vi trùng đục khoét, không thể sinh tâm chán ghét, muốn xa lìa thịt. Đại Huệ, ta thường nói tỳ kheo ăn cái gì cũng nên nghĩ như ăn thịt con, các thức ăn khác còn thế thì sao ta lại cho phép đệ tử ăn thịt được. Đại Huệ, thịt không tốt đẹp không sạch, làm sinh các tội ác, phá hoại các công đức, bị chư thiên thánh nhân xa lìa, sao ta lại cho phép đệ tử ăn thịt. Kẻ nào nói ta thuận cho ăn thịt chính là phỉ báng ta vậy. Đại Huệ, thức ăn sạch là lúa gạo, đậu, đại mạch, tiểu mạch, đậu mè, ván sữa, đường. Những loại như thế đều được chư Phật quá khứ cho phép ăn, những thứ
nên nên ăn. ăn. Ta Ta nói đây nói là đây để là cho để những cho thiện những nam thiện tín nam nữ tín trong nữ dòng trong họ dòng họ ta, ta, những những kẻ kẻ có có đức đức tin tin thanh thanh tịnh tịnh đã đã trồng trồng căn căn lành lành từ từ lâu lâu đời, đời, không không tham tham trước trước thân thân mạng mạng tài tài sản, sản, xót xót thương thương hết hết thảy thảy như như chính chính thân thân mình. mình. Ta Ta nói nói những những vật vật nên nên ăn ăn cho cho những những người người như như vậy, vậy, chứ chứ không không phải phải cho cho những những kẻ kẻ có có thói thói quen quen độc độc ác, ác, tính tính như như hổ hổ lang, lang, lòng lòng nặng nặng dục dục vọng. vọng. Đại Đại huệ huệ sư sư có có quốc quốc vương vương tinh tinh sư sư tử tử sinh, sinh, ưa ưa mùi mùi vị vị thịt, thịt, ăn ăn đủ đủ thứ thứ thịt, thịt, đến đến cả cả thịt thịt người người thần thần dân dân không không chịu chịu nổi nổi nên nên làm làm phản. phản. Cuối Cuối cùng cùng vua vua phải phải mất mất nước nước chịu chịu khổ khổ não não lớn. lớn. Đại Đại huệ huệ thích thích để để hoàn hoàn nhân nhân đã đã ở ở địa địa vị vị vô vô trời, trời, do do tập tập khí khí ăn ăn thịt thịt đời đời trước trước còn còn lại lại nên nên biến biến làm làm chim chim ưng ưng săn săn đuổi đuổi một một con con bồ bồ câu. câu. Ta Ta lúc lúc ấy ấy làm làm vua vua tên tên Tỳ Tỳ Thi, Thi, thương thương xót xót bồ bồ câu câu nên nên tự tự cắt cắt thịt thịt mình mình để để thế thế mạng mạng cho cho nó. nó. Đại Đại huệ huệ tập tập khí khí còn còn lại lại của của đế đế thích thích còn còn làm làm khổ khổ chúng chúng sinh, sinh, huống huống gì gì những những kẻ kẻ ăn ăn thịt thịt thường thường xuyên xuyên không không biết biết hổ hổ thẹn, thẹn, ăn ăn thịt thịt đã đã tự tự hại hại còn còn hại hại người, người, vì vì thế thế Bồ Bồ Tát Tát không không nên nên ăn ăn thịt. thịt. Đại Đại huệ huệ xưa xưa có có ông ông vua vua cưỡi cưỡi ngựa ngựa đi đi săn, săn, ngựa ngựa sợ sợ chạy chạy vào vào núi núi hiểm hiểm trốn trốn không không người người ở, ở, cũng cũng không không có có lối lối ra, ra, vua vua gặp gặp một một sư sư tử tử cái, cái, cùng cùng nó nó hành hành dâm dâm sinh sinh nhiều nhiều con. con. Trong Trong số số con con có có một một trưởng trưởng giả giả rất rất giàu giàu có có tên tên Ban Ban Túc, Túc, về về sau sau làm làm vua vua thống thống lĩnh lĩnh bảy 7 ước ước nhà nhà vì vì quen quen thói thói ăn ăn nên nên không không phải phải thịt thịt thì thì không không ăn. ăn. Ban Ban đầu đầu ăn ăn thú thú Phật, Phật, sau sau đến đến ăn ăn người, người, sinh sinh con con trai trai con con cái cái đều đều là là quỷ quỷ la la sát, sát, chất chất tái tái sinh sinh làm làm sư sư tử tử xà xà lang lang cọp cọp beo beo chim chim điêu điêu chim chim thiếu thiếu vân vân vân, vân muốn muốn cầu cầu được được thân thân người người còn còn không không được, được, nói nói gì gì đến đến cầu cầu thoát thoát sinh sinh tử tử đạt đạt niết niết bàn. bàn. Đại Đại huệ huệ ăn ăn thịt thịt có có vô vô lượng lượng lỗi lỗi lầm lầm tai tai hại hại như như thế, thế, nên nên chấm chấm dứt dứt ăn ăn thịt thịt sẽ sẽ được được công công đức đức lớn, lớn, kẻ kẻ phàm phàm ngu ngu không không biết biết những những tổn tổn hại hại của của sự sự ăn ăn thịt thịt và và lợi lợi ích ích của của không không ăn. ăn. Bởi Bởi thế thế nay nay ta ta vì vì ta ta mà mà nói nói rõ rõ bất bất cứ cứ cái cái gì gì là là thịt thịt đều đều không không nên nên ăn. ăn. Đại huệ Đại người huệ ta người sát ta sinh sát phần sinh lớn phần là lớn do là có do người có ăn người thịt, ăn nếu thịt, nếu không không người người ăn ăn thì thì cũng cũng không không có có việc việc giết, giết, bởi bởi thế thế ăn ăn thịt thịt cũng cũng có có tội tội như như giết. giết. Quái Quái lạ lạ cho cho người người đời đời tham tham vị vị thịt, thịt, thịt thịt người người còn còn ăn ăn huống huống là là thịt thịt chim chim thú, thú, vì vì tham tham ăn ăn ngon ngon chúng chúng đặt đặt ra ra đủ đủ cái cái răng răng lưới lưới bảy bảy bẫy bẫy khắp khắp nơi, nơi, loài loài nước nước loài loài ở ở trên trên đất đất loài loài bay bay trên trên không không đều đều bị bị giết giết hại, hại, nếu nếu không không tự tự mình mình ăn ăn thì thì cũng cũng đem đem bán bán để để lấy lấy tiền. tiền. Đại Đại huệ huệ thế thế gian gian có có những những kẻ kẻ không không lòng lòng thương thương xót, xót, chuyên chuyên làm làm việc việc tàn tàn mạo mạo như như quỷ quỷ la la sát, sát, khi khi thấy thấy chúng chúng sinh sinh thân thân hình hình bất bất tốt tốt là là nghĩ nghĩ đến đến thịt thịt và và bảo bảo con con vật vật này này ăn ăn được được đấy. đấy. Đại Đại huệ huệ thế thế gian gian không không có có thứ thứ thịt thịt nào nào không không do do mình mình giết giết hay hay người người giết, giết, lòng mình lòng không mình nghi không nghi là là nó nó bị bị giết giết để để có có thể thể ăn ăn được, được, do do nghĩa nghĩa này này mà mà ta ta cho cho phép phép thanh thanh văn văn ăn ăn thứ thứ thịt thịt như như thế. thế. Đại Đại huệ, huệ, về về sau sau có có những những kẻ kẻ ngu ngu si si xuất xuất ra ra trong trong pháp pháp luật luật của của ta, ta, giảng giảng giới giới luật, luật, làm làm loạn loạn chính chính giáo, giáo, phỉ phỉ báng báng ta ta với với lời lời nói. nói. Ta Ta cho cho phép phép ăn ăn thịt thịt và và chính chính ta ta cũng cũng đã đã từng từng ăn. ăn. Đại Đại huệ, huệ, nếu nếu ta ta cho cho phép phép thanh thanh văn văn ăn ăn thịt, thịt, tức tức ta ta không không phải phải người người ăn ăn chú chú tâm tâm từ, từ, người người quán quán hạnh, hạnh, người người hành hành đầu đầu đà, đà, người người đi đi nơi nơi đại đại thừa, thừa, làm làm sao sao có có thể thể có có thiện thiện nam nam tín tín nữ, nữ, nên nên xem xem chúng chúng sinh sinh như như con con bột, bột, nên nên rứt rứt ăn ăn tất tất cả cả thịt. thịt. Đại Đại huệ, huệ, có có chỗ chỗ ta ta nói nói cho cho ăn ăn ba ba thứ thứ tịnh tịnh nhục, nhục, đấy đấy là là để để dần 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 cấm cấm hẳn hẳn khiến khiến dễ dễ tu tu học. học. Này Này trong trong kinh kinh này này tất tất cả cả thịt thịt của của con con vật vật tự tự chết chết hay hay bị bị giết giết đều đều không không ăn. ăn. Đại Đại huệ, huệ, ta ta chưa chưa bao bao giờ giờ cho cho phép phép đệ đệ tử tử ăn ăn thịt, thịt, cũng cũng không không đang đang cho cho phép, phép, cũng cũng không không sẽ sẽ cho cho phép. phép. Đại Đại huệ, huệ, tất tất cả cả sự sự ăn ăn thịt thịt đối đối với với người người xuất xuất gia gia đều đều là là bất bất tịnh. tịnh. Đại Đại huệ, huệ, nếu nếu có có kẻ kẻ ngu ngu si si phỉ phỉ báng báng ta ta bằng bằng cách cách nói nói Như Như Lai Lai cho cho
Kẻ ăn ta quả trách lại cùng ăn nuốt nhau chết đọa và ác thú, hôi dơ và si cuồng. Bởi thế không nên ăn thọ săn trên Đà La, đồ tà La Sát Bà sinh trong các hạt ấy là quả báo ăn thịt, đã ăn khổ thẹn, đời đời bị si cuồng. Chư cùng Bồ Tát Thanh Văn đều nghi ghét, tượng kiếp cùng Đại Vân, Niết Bàn ương quật ma. Cùng lăng dinh này, ta bảo, ta đều bảo dứt thịt. Trước nói kiến văn nghi để dứt hết cái thịt, vì ác tập cho nên cái vô vọng phân biệt, như tham ngăn giải thoát, các thịt cũng như thế. Nếu người có ăn thịt, không thể vào thánh đạo. Chúng sinh đời vị lai, nói ngu về thịt, nói đây tịnh không tội, và cho chúng ta ăn. Tịnh thực còn xem như thuốc, như đói, còn xem như thuốc, như đói ăn thịt con. Cho nên kẻ tu hành biết lượng đi xin ăn, ăn thịt trái giải thoát cùng trái biểu tượng thánh, khiến chúng sinh sợ hãi, cho nên không được ăn. Kẻ ăn chú từ tâm thường phải nên xa liệt sư tử và hổ lang, ăn thịt sinh trong đó. Nếu các thứ rượu thịt hết thảy đều không dùng, sẽ sinh dòng hiền thánh, thịnh vượng đủ trí tuệ. Chương 7, chương 9, Đà La Ni. Phật dạy Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình. Đại Huệ, chư Phật quá khứ tại vị lai vì muốn ủng hộ người thọ trì kinh này, nên dễ nói chú lăng già, nay ta cũng nói chú ấy, ông nên thọ trì. Tiền nói bà chú, đát điệt tha, đổ cha, đổ cha, đổ cha, đổ cha, bát cha, bát cha, các cha, cha, a ma lệ, tí ma lệ, tỉ ma lệ, nế, mế, nế, mế, hê, mế, hê, mế, phược, mế, phược, mế, các lệ, yết cha, các lệ, a cha, mà cha, chiết cha, đốt cha, kỷ nhã cha, tát phổ cha, các địa, là địa, bạt địa, hê, mế, đệ, mế, chiết lệ, bát lị, hạn đệ, tỷ đệ, án, chiết mãn chế, đỗ trà rị, đỗ trà rị, bát trà rị, át kế, hê mế, đổ 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 đổ, lổ 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 lổ, đổ 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 đổ, hổ đổ hổ đổ, hổ đổ ta bà ha. Đại Huệ, trong đời vị lai, nếu có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng vì người khác mà nói Đà La Ni này, nên biết những người ấy không bị tất cả người phi nhân quỷ thần vân vân độc tới. Nếu có người bỗng gặp chuyện dữ mà tụng niệm cho người ấy 108 biến chú này, thì ác ma liền bỏ chạy. Đại Huệ, ta lại nói cho ông Đà La Ni này nữa. Đức Phật liền nói bài chú, đát địa tha, bát đầu ma, đại bệ, bát đầu, mế hế, nê hế, mễ, hế nê, lệ chủ lệ, hổ lệ, hổ la, hổ lệ, xấu lệ, bà lệ, bà la, bà lệ, sấn đệ, tần đệ, bạn thệ, mạt đệ, ni la, ca lệ, sa bà ha. Đại Huệ, nếu có thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng vì người diễn nói Đà La Ni này, thì sẽ không bị trời rồng dạ xoa, nhân và phi nhân vân vân cùng các ác quỷ thần làm hại. Ta vì muốn cấm chỉ các loài la sát mà nói thần chú này, người trì chú này cũng như thọ trì tất cả bộ kinh nhập lăng già vậy. Chương 10, kệ tụng, phần thứ nhất. Bấy giờ, thế tôi muốn nói lại các nghĩa rộng trong Tu Đa La kinh này, nên nói bài kệ. Các pháp không chắc thật đều do phân biệt sinh, vì phân biệt là không, bị phân biệt không có. Do hư vọng phân biệt mà có các thức sinh, 8-9 thức các món như sóng lớn trong biển. Tập khí thường tăng trưởng, tâm chuyển theo cảnh giới, như sắt với nam châm, tính chúng, sinh, sở y, xa lìa các suy lượng, cùng lìa trí sở chi, chuyển y đặng giải thoát, được như huyễn tam muội, siêu quá nơi thập địa, khi quán thấy tâm vương, tưởng thức đều xa lìa, khi tâm đã chuyển y, ấy gọi là thường trụ, ở nơi liên hoa cung, khỏi ra các huyễn cảnh, đã ở cung ấy rồi, tự tại không dụng công, lợi ích cho chúng sinh, như màu ngọc mani, không hữu vi, vô vi. Chỉ trừ vọng phân biệt, phàm ngu mê chấp giữ, như thạch nữ mộng con, nên biết rằng linh hồn, uẩn giới, các thứ duyên, các kiến hữu phi hữu, đều không vô tự tính. Ta dùng phân biệt nói, nhưng thật không có tướng.
phàm phu vọng chấp giữ, năng tướng cũng sở tướng, tất cả biết cùng không, tất cả không tất cả, cho phàm phu phân biệt, Phật không giác tự tha. Các pháp như mộng huyễn, không không tự tính, vì đều là tính không, không có cả đắc. Ta chỉ nói một tính, để nơi vọng kế chấp, có hai chỗ làm của các thánh, như tứ đi, khắp cõi thấy hoa đúng, cái thấy không thực, thế gian cũng như vậy. Cây cỏ cùng ngói sỏi mà thật không có gì, các pháp cũng như vậy, không năng thủ sở thủ, không trói không bị trói, như huyễn như ảo tượng, như mộng như hoa đúng. Nếu muốn thấy chân thật, hãy lìa phân biệt thủ, nên tu quán chân thật, tất không Phật không nghi. Thế gian đồng như mộng, sắc của cải đều thế, nếu thấy được như vậy là tối tu trên đời. Ba giới do tâm khởi, do mê hoặc thấy có, lìa vọng không thế gian, biết rồi chuyển nhiễm y, sở kiến của phàm phu, vọng có sinh diệt, bậc trí quán như thật, không sinh cũng không diệt, thường hành vô phân biệt, xa lìa tâm tâm pháp. Chú trời sao cứu cánh, lìa các chỗ lỗi lầm, nơi đấy hành chính giác, đủ thần thông tự tại. Cùng các định thủ thắng, hóa hiện nơi thành này, hóa thân vô lượng ức. Dù khắp hết các cõi, khiến mưu phu được nghe, như hương khó nghĩ lường, xa lìa đầu giữa cuối, lại xa lìa hữu vô, không nhiều mà hiện nhiều, không động mà biến khắp. Nói trong thân chúng sinh, tính chân bị che lấp, mê hoặc thành huyễn có, không phải huyễn bị mê, do tâm mê hoặc nên, hết thảy đều thành có, vì chúng trói buộc nhau, tạng thức, sinh thế gian, như thế các thế gian, chỉ có giả hiện bày. Các kiến như thác chảy, có gia pháp và người, nếu biết được như thế, tức là chuyển sở y, làm con ta đích thực, thành tiểu pháp tùy thuận. Do ngu phu phân biệt, pháp cứ ẩm ấm động, giả danh không có thật, lại không tướng sở tướng, thân hình và các căn, đều do tám vật thành, phàm ngu chấp sắc tướng, thân kia bị lao lung, phàm ngu vọng phân biệt, duyên hòa hiệp sinh, không rõ tướng chân thật, trôi lăn trong ba gói, các chủng tử trong thức, hai hiện kẻ giới tâm, do phàm ngu phân biệt, vọng chấp nơi hai thủ, vô minh cùng ái nghiệp, các tâm do đó sinh, vì vậy ta biết rõ, đó là tính y tha. Vọng phân biệt có vật, mê hoặc các tâm pháp, phân biệt bị đều không, mê vọng chấp là có, tâm bị các duyên buộc, sinh khởi nên chúng sinh. Nếu xa lìa các duyên, ta nói không sở kiến, lìa hết các duyên, tự tướng và phân biệt, trong thân không sinh khởi, ta gọi là vô vi. Tâm sở chúng sinh khởi, năng thủ và sở thủ, sở kiến đều ô tướng, và ngu vọng phân biệt, hiển thị a lạc gia, tạng thức rất thủ thắng, lìa năng thủ sở thủ. Ta nói là chân như, trong ẩn không có người, không ngã không chúng sinh, sinh chỉ là thức sinh, diệt chỉ là thức diệt, như tranh có cao thấp. Tuy thấy mà không thật, các pháp cũng như vậy. Tuy thấy mà không có, như thành cảnh thát bà. Lại như bóng nóng và sở kiến tưởng như vậy, trí quán không thể có, nhân duyên cùng ý dụ, lấy đó mà lập tôn, càn thành mộng vòng lửa, ảo tượng ánh mặt trời, nơi lửa và mau luân, lấy đó làm ví dụ, để bày nghĩa vô sinh, thế phân biệt đều không, mê hoặc như huyễn mộng, thế các loài không sinh. Ba cõi không sở y, trong ngoài cũng như vậy, cảnh tịnh vô sinh nhẫn, được như huyễn tam muội, cùng với ý sinh thân, đủ các món thần thông, các lực và tự tại, các pháp vốn vô sinh, không không có tự tính, mê hoặc các nhân duyên, nên nói có sinh diệt, ngu phu vọng phân biệt, lấy tâm hiện ra tâm, cùng hiện các ngoại sắc, mà thật không có gì, như định lực, quán thấy. Tượng Phật cùng khớp xước, phân trẻ đến đại chúng, giả bày ra thế gian, thân tài sản chỗ ở, ba pháp làm sở thủ, ý thủ và phân biệt, ba pháp làm năng thủ, mê hoặc cùng vọng kế, là phân biệt năng sở, chỉ theo văn tự cảnh, mà không thấy chân thật, hành giả lấy tuệ án. Các pháp không tự tính, khi ấy trụ vô tướng, hết thảy đều dứt bạch, như lấy bực vẽ gà. Kẻ vô trí vọng thủ, thật không có ba thừa, phàm u không hiểu được.
Nếu thấy các thanh văn cùng với bích tri Phật đều là chỗ hóa hiện của Bồ Tát Đại Bi, ba cõi chỉ là tâm phân biệt hai tự tính, chuyển y lìa nhân pháp. Ấy tức là chân như nhật nguyệt ánh đèn lửa, đại trùng và ma ni có phân biệt tác dụng, chư Phật cũng như vậy, các pháp như ma luân xa lìa sinh trụ diệt, lại lìa thường vô thường nhiễm tịnh cũng như thế. Bôi thuốc vào mắt thấy đất thành sắc vàng, mà thật trong đất kia vốn không có tướng vàng. Kẻ ngu cũng như vậy, tâm mê loạn vô thỉ, vọng chấp các pháp thật như huyễn như ảo tượng, nên quán một chủng tử cùng phi chủng đồng ẩn, một chủng hết thảy chủng gọi các pháp của tâm, các chủng tử là một chuyển y thành phi chủng, bình đẳng đồng pháp ấn, tất đều không phân biệt. Tất cả những chủng tử làm nhân cho các thức sinh các sự phiền não gọi là các chủng tử. Quán tự tính các pháp mê hoặc không bỏ đời, tính vật vốn vô sinh, biết rõ tức giải thoát. Bậc định quán thế gian các sắc do tâm khởi, vô thỉ tâm mê hoặc không có sắc tâm, như huyễn và cảm thành, ma luân và ảo tượng, không có mà hiện có, các pháp cũng như vậy. Hết thảy pháp không sinh chỉ do mê hoặc thấy, đã do mê vọng sinh, ngu vọng thức có hai, do các thứ tập khí sinh các làn sóng tâm. Nếu khi tập khí đoạn, sóng tâm không còn khởi, tầm duyên các cảnh khởi như tranh nương vào vách, nếu ở giữa hư không làm sao mà họa được. Nếu duyên một ít phần khiến tâm kia được sinh, tâm đã do duyên khởi, nghĩa duy tâm không thành, tính tâm vốn thanh tịnh cũng như hư không lặng, đem tâm mà chấp tâm, do tập khí không khác, chấp trước tự tâm hiện, do tâm mà sinh khởi, sở kiến không ngoài tâm, nên nói rằng duy tâm. Tạng thức gọi là tâm, tư lương lấy làm ý, hay rõ các cảnh giới ấy gọi là thức. Tâm thường là vô ký, ý đủ hai thứ hành, hiện tại thức đầy đủ. Các pháp thiện bất thiện, tu chứng không nhất định, các địa vào cõi nước, vượt ra ngoài tâm lượng, an trú không quả tướng.